đâu mà nó giờ ít hay chẳng biết đâu. Đâu có cho biết nữa nhiều đâu. Hết. Không kịp. Chào mừng quý ông bà cô bác đã đến với kênh Hấu Chuyện Miền Tây của con. Nay nãy con làm mứt chôm chôm. Mời quý ông bà cô bác cùng theo dõi. Không kêu quên luôn. Chào cả nhà nha, hôm nay mình đi chợ gặp chôm chôm ngon quá cả nhà. Mình mua làm 4 cái chôm chôm. Hôm nay mình về làm mứt chôm chôm cả nhà, thì nguyên liệu của nó thì người ta làm quýt tôi thì không có quýt, tôi làm bằng cam. Với nữa quả khóm. Với mà 700 gram đường cả nhà, 2 kg mình làm mà 700 gram đường đó. Ủa nội sao làm mứt chôm chôm mà có hai cái này nội? Nặng này vô cho nó ngon thơm. Gì hả? Ừ thơm. Thì nguyên liệu nó nhiêu đó cả nhà cũng dễ tìm chứ không có khó gì. 4 kg mình lột 2 kg rồi giờ còn 2 kg nè, lột trước á. Bưng cái gỗ nó qua coi như tiền. Dạ. Bắt đầu mình lột cả nhà ơi. Để em hai cái nặng gì nè. Cái phần hai gì đó. Nó cắt đi con nặng cho. Ừ. Để vô trong này đúng không? Để vỏ qua đó đi. Nè. Cái gì nè? Cái tay nhỏ để ướt nhẹp. Ừ, vậy đó, nè. Dạ. Anh nhà cái này nhẹ giống như đập trứng quá mình hả? Mình làm mứt lại ăn cả nhà chứ hồi nào giờ mứt chôm chôm tôi cũng ừ. Tôi cũng chưa có mà. Đó. Ăn nữa. Nó chia sẻ thôi. Nè, gì nè mà chặt giá. Thôi khỏi. Mới vào. Qua chúng tay hay là sạch sẽ cho nó ráo nước mình xem đường như cả nhà. Khóm này nữa mình chắc nước. Con thấy con làm nhanh chưa mới đi hết. Chắc nước mình để vô trong là mẫu tả. Bởi vậy mới nhanh đó. Mà vô đường cả nhà. Thấy thèm nè. Chung queo. Đường vô cả nhà. Ra nước kỹ lắm, chờ mẹ ra nước kỹ lắm. Tôi không có đường vàng, tôi làm đường trắng. Đường trắng gì nè. Trộn cho nó đều đi. Cái hộp mà nó ăn nó bùi lắm nè, hộp cũng chơm này nè. Để vô miếng muối coi nè. Để vô cho nó gì mặn vậy đó. Ờ được, như được rồi. Mặn ngọt, nó ngon. Ở viện chút cái da nước dữ lắm đó. Ăn nửa khúc này thôi, không có làm nhiều.
mình vắt lấy nước. Mình vắt nhỏ nhỏ vậy nè cả nhà, mình vắt lấy cái nước. Thơm nữa, ăn cái miếng mứt mình nó thơm. Này cam cả nhà. Ra tôi không có cam, không có quýt tôi làm bằng cam nè. Cam nước cũng ngon à. Không chua, mày không chua. Cam này nó ngọt. Nữa đi. Qua chung nữa với bán nước cam rồi cả nhà, bán nước với cam này nè. Mứt của mình được nha cả nhà, giờ bắt lên mình xào cả nhà ơi. Nó ra nước nè, hở thấy nước không? Mứt nó ra nước kỹ lắm. Ở chỗ mình bây giờ ít là chồng bí đao quá. Rồi đó. Chừng nó sắc cái chừng nó sắc nước đó, tao kêu. Chiên rồi ấy ớt vô đó. Trời ơi, làm ngon lắm. Nước bây giờ nửa chảo gì. Thank you.
con mà cho nó thơm nữa, mình ăn thơm lắm. Khóm với nước chanh nè, nước quýt nè. Đã có nước kiểu chế vô nó mới chừng nào khô. Rồi. Để ăn hay chua chua thơm thơm nè. Nước nó ra nước kia lắm nè. Bây giờ sao chở gì tưởng tiếng gửi ủng hộ đó. Mức của mình á kẹo đường lại nha cả nhà. Mình xào cả 5 phút nữa được đó. Mình tự nhiên là không có để màu gì hết chứ, đường không nè. Đường không mà cái gì nè. Đâu có cho mấy lửa nhiều đâu, nó khét. Đã không kịp. Chở này chắc 10 kg chôm chôm quá. 4 kg có nhiều. Hết xin nó xẹp rồi. Mức mình xong rồi nha cả nhà. Chút mình để vô trong quá ngon rồi. Thịt thịt. Ê, thơm quá. Không phải tất gợp còn có nhiêu đấy. Con mời quý ông bà cô bác cùng ăn chung mứt chôm chôm với con. Con mời quý ông bà cô bác. Ê, nóng rồi. Nhưng mà không có hơi nóng hả? Chôm chôm nó mềm. Chua chua ngọt ngọt, nóng luôn rồi. Mứt chôm chôm mình đã xong rồi nha cả nhà. Mình cả nhà cũng thưởng thức mứt chôm chôm với mình này. Mình làm tự nhiên không có để màu chân á. Đường không à, không có xì tim gì chân á. Cho con, mình xèo à. Xèo quá, nóng quá. Chỉ có cái nhã hộp thôi à. Ăn nguyên hộp bùi lắm, bự nhã. Con lỡ nhã. Ừ, đây. Con lại. Cái nhà thưởng thức thơm mứt chôm chôm với mình nè cả nhà. Cái này nó ngon nhưng mà nó rất là ngon. Quá ngon rồi, ăn đi Quỳnh. Dạ, con cảm ơn ngại. Còn ăn ngon, ăn mình nuốt vô đó, khăm cái một hồi nó ngọt cái miệng á. Nhai á, nhai hột bùi lắm. Dạ. Ủa con nghe con đâu biết đâu. Cái này nó ngon mà tôi tiên có điều nó hơi nóng. Hột bùi ngon cả nhà ơi. Mình làm 4 cái chùm chùm có nhiêu đó cả nhà. Nó đẹp dữ lắm. Mình cả nhà ăn chung với mình nữa cả nhà. Ngon quá. Kia nó bự nó nhiều lắm giờ nó. Theo lại còn có một dĩa.
một dĩa luôn. Ăn như tiên. Thật ngon quá rồi. Lần đầu tiên mình mới ăn mứt chôm chôm cả nhà. Nãy, quá ngon hả? Có nói giống như là mình chế biến giờ mình làm, nhà nghiên cứu giờ mình làm nè. Có nói giống như là hạt mứt mà. Dạ, rất cảm ơn nãy. Này cũng dài rồi, con chào tạm biệt quý ông bà cô bác. Chúc quý ông bà cô bác thật nhiều sức khỏe. Nếu quý ông bà thích video của con, hãy để cho con một like, một đăng ký và một chia sẻ để con có thêm động lực quay những video mới cho quý ông bà xem vậy. Bye bye.